Đó là gương mặt của mình mà. Má của chị ta đã cướp đi ba của con, tất cả những gì má con chị ta nợ má. Đằng sau cuộc đời bị đánh cắp là tận cùng những đớn đau bởi hiện thực tàn nhẫn. Hải Đăng, em mới chính là người anh muốn cưới làm vợ. Sao anh không nhận ra em chứ? Chị không thấy lương tâm mình cắn rớt một chút nào hay sao? Nếu chị ta nhớ lại thì sẽ không gọi mình là chị. Nó không hề cảm thấy tội lỗi về những việc nó làm. Mình sẽ nói cho anh Hải Đăng biết nhất định. Anh không còn lòng tin ở em. Em không còn là người con gái mà anh thương. Níu kéo cũng vô ích thôi. Em không thể nào ly hôn được. Bi kịch liệu có kết thúc thì cái ác vẫn chưa biết điểm dừng. Em đã có thai rồi. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo ở bộ phim truyện Việt Nam Đánh Cắp Số Phận, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.